Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Ngô Gia Tự, khu vực quận 10 ha. Hình như em nhớ không lầm là đường Ngô Gia Tự ngày xưa có tên là Minh Mạng thì phải. Nếu mà thông tin sai các anh chị bạn cho em xin cái comment nha. Hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng khu quận 10 này, đi ngang con đường Ngô Gia Tự rồi Nguyễn Tri Phương, sau đó chúng ta sẽ đi qua cái khu cư xá Đồng Tiến. Trước mặt chúng ta đó là cái bùng binh Nguyễn Chí Thanh, có tượng đài ông Nguyễn Chí Thanh. Cái đường Ngô Gia Tự này ngày nay bán rất là nhiều cái bàn gỗ rồi ghế rồi bàn mica rồi bàn sách, nói chung là đồ trang trí nội thất, bàn ghế giường tủ rất là nhiều luôn hai bên đường luôn. Rồi còn cái đoạn khi qua bên kia là có cái nhà thờ John, nhà thờ ngã 6 đó. Chúng ta quẹo qua cái đường Nguyễn Chí Phương nha. Trục đường Nguyễn Chí Phương thì cũng ngắn thôi, chỉ có khoảng chừng 3 cây số. Nếu chúng ta đi đứng từ vị trí này đi đến cuối đường Nguyễn Chí Phương thì chúng ta sẽ giao nhau Nguyễn Chí Phương và nối tiếp đó là Thành Thái. Con đường Nguyễn Chí Phương này cũng thuộc quận 10. Con đường này chỉ khoảng chừng 3 km thôi. Ở đây bán rất là nhiều cái món ăn như chè, hủ tiếu rồi khoai tây, rồi nói chung là nhiều lắm, trà sữa. Nếu các anh chị các bạn có ai đi về Sài Gòn thì muốn ăn uống thì lên khu Nguyễn Chí Phương này, có rất là nhiều quán luôn. Chúng ta đợi đèn đỏ xíu nha. Nơi đây có cái chợ, chợ hình như là ngày xưa tên là chợ Gia Bà Bầu thì phải, nhưng mà ngày nay hình như là chợ Nhật Tảo đó, nếu không lầm là vậy. Tại vì cái khu này em không có ở đây nên thật ra những cái thông tin cụ thể em không có rõ, những cái này toàn là em xem trên mạng thôi. Mà trên mạng thì những thông tin nó có thể đúng có thể sai, mình không hề không biết được, chỉ có những cô chú anh chị đã từng sống ở đây và gắn bó ở đây thì mới biết chính xác được ha. Ở Sài Gòn rộng lắm. Sáng hôm nay đi làm về rồi em đi một cái con đường mới, sẵn đó quay một số hình ảnh ở con đường đó gửi các anh chị và các bạn luôn. Sài Gòn bây giờ cũng là 6 giờ chiều. Hôm nay thấy trời sáng chưa tối nên gắn camera lên và chia sẻ các anh chị và các bạn những hình ảnh Sài Gòn buổi chiều. Chúng ta thấy hai bên đường tấp nập những cái hàng quán, chợ Nhật Tảo bên tay phải mình đó, mới vừa qua nè. Muốn ngôi chợ này là phải hỏi anh Sài Gòn ngày nay á, nó chùm cái chợ này luôn á. Còn quận 6 á, là phải nói tới anh Sunny Đoàn. Anh đi rất là nhiều nơi. Qua bên kia ngày xưa chúng ta không có cái cây cầu cầu vượt 3 tháng 2 ha. Ngày nay có cây cầu vượt để giải quyết cái tình trạng kẹt xe cũng rất là đỡ. Cái khu vực cư xá Đồng Tiến, khu vực quận 10 này có 2 cư xá. Theo em tìm hiểu thì có cư xá Đồng Tiến và cư xá Nguyễn Trung Trực. Cư xá Đồng Tiến, đường cư xá Đồng Tiến thì đối diện cái nhà thờ Đồng Tiến. Chúng ta thấy xa xa kia có cái
cái tháp nhà thờ đó, tháp chuông đó màu xanh xanh, nhưng mà có lẽ trong camera xa quá không nhìn thấy được. Rồi chúng ta đi tới tí nữa ha. À, đi nhanh để một hồi nữa trời tối cái hình ảnh nó lại không rõ, rồi lại ảnh hưởng người xem. Trong quá trình thực hiện video thì nếu mà có thông tin gì sai sót hay là không đúng, các anh chị bạn chăm xin cái góp ý nha. À, để lần sau khi em đi tới cái khu này thì cái nội dung của nó chính xác hơn. À, chúng ta bắt đầu đi qua cái địa phận của con đường Thành Thái. Thì cư xá Đồng Tiến của chúng ta nằm ở bên tay trái. Xin lỗi các anh chị, em có điện thoại tí xíu nha. Em nghe anh Sơn rồi. Dạ. Yeah. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Cái cư xá Đồng Tiến nằm bên tay trái. Bây giờ Sài Gòn cũng hơi tối tối rồi. Nếu hình ảnh không rõ nét anh chị bỏ qua nha. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái và đi cái qua cư xá. Nhưng mà chúng ta quẹo phải có cái trường Nguyễn Khuyến nè, ngôi trường xưa. Nếu các anh chị bạn nếu ai có kỷ niệm ngôi trường Nguyễn Khuyến này cho em xin cái comment nhé. Tại đây có tối quá, quay lại hình ảnh không rõ lắm. Trước mặt chúng ta đó là cái con đường cư xá Đồng Tiến. Chúng ta sẽ đi một vòng đi vô con đường đó. Nhưng mà phải đợi xe vắng vắng chúng ta mới qua được. Buổi chiều xe đông lắm. Em đợi làm đường Nguyễn Chí Phương thôi. Dạ, Nguyễn Chí Phương bên kia, bên cầu vượt bên kia. Dạ. Nó nói tiếp đường này nè. Đông quá. Ở Sài Gòn cái vấn đề qua đường là cái không gọi là cái gì đó rất là khó khăn. Ta phải đợi cái đằng kia đèn đỏ thì mới bớt xe được. Các anh chị thông cảm nha, đợi chút xíu nha. Xe Sài Gòn tấp nập ghê chưa, như một cái dòng chảy. Bên kia đường thì có cái tòa nhà, nhưng mà không biết ngày xưa là nhà xưởng gì. Nhưng mà ngày nay thì cái tòa nhà để trống rồi, đang cho thuê mặt bằng. Rồi chúng ta qua từ từ nha. Rồi tới bên phải đây. Rồi chúng ta bắt đầu đi vô cái đường cư xá Đồng Tiến. Nhưng mà em không thấy cái cư xá nằm ở đâu hết ha. Bên tay trái chúng ta đó có cái Safomet. Không biết cái công ty đó ngày xưa là bán cái gì, làm cái gì, sản xuất cái gì ha. Rất là xưa luôn. Theo thẳng đường này chúng ta sẽ đi ra cái đường Tô Hiến Thành luôn. Ở trong đây có rất là nhiều chung cư mới, mấy building luôn á. Con đường này như là con hẻm vậy đó.
con hẻm nhỏ. Mình đi thẳng thì sẽ có cái ngã rẽ bên tay phải. Những cái ngã rẽ bên tay phải ở đây chúng ta đều ra được đường Tô Hiến Thành hết. Ở trong đây thì nhà hơi hơi nhỏ một tí. Chiều cái hẻm này cũng xe cộ cũng đông đúc. Không biết anh chị các bạn có ai ở cái hẻm này không ha, con đường này không ha? Nếu có thì em xin cái comment nha. Chúng ta vẫn tiếp tục đi trên đường cư xá Đồng Tiến. Ở đây thì có những cái ngã rẽ bên tay trái nè. Khu này có mấy quán cà phê. Tạp hóa Cô Bảy, ngay đây có cái ngã ba mà không biết đi về đường Thành Thái nếu quẹo phải. Còn ta đi thẳng thì sẽ ra Tô Hiến Thành, quận 10 luôn. Đây có bún bò nè, có quán bún bò. Hẻm này cũng bán đồ ăn quá trời á. Nơi đây có cái khu đất trống phía sau cái tường rào tôn này nè, lụp sụp này. Nhưng mà không biết ngày xưa là cái gì ha. Bên tay phải thì nhà. Đây có cái hẻm, chúng ta sẽ quẹo trái đi ra đường Tô Hiến Thành. Gửi các anh chị và các bạn. Nếu mà các anh chị và bạn có những cái kỷ niệm gì về con đường này cho em xin cái comment nha, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Hy vọng là những video này sẽ góp phần giải trí cho các anh chị và bạn khi mà sau một ngày làm việc vất vả thì chúng ta lại bật TV lên và mở Vinh Lâm TV cư xá Đồng Tiến là sẽ ra ta sẽ xem những cái khung cảnh của ngày xưa và cập nhật một số hình ảnh của ngày nay. Phía bên đây là trường Đại học Bách Khoa nè, khuôn viên của trường nè, rất là lớn ở khu vực này. Rồi bây giờ thì video cũng dài rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo nha.